thấy tướng với tướng tượng ở cái viện tướng. Hôm nay tôi sẽ dạy các bạn cách chiếu hết của quân tượng. Tượng sẽ chiếu hết vuông của đối phương như thế nào. Các bạn hãy nhìn vào bàn cờ sau đây. Vừa lượng hai bên là quân đen mạnh hơn. Quân đen có hai quân xe, quân hậu và quân mã. Bên trắng chỉ có quân xe, quân mã, quân phượng. Tượng sẽ ăn xe để còn chiều không còn đường đi. Đường đi lấy cả không có quân để còn che chắn, để còn ăn quân tượng. Nên mua phải chắn chưa? Các bạn có thấy quân tượng có mạnh không? Các bạn nhớ nhé, hãy phát huy sức mạnh lớn nhất của quân tượng. Các bạn nhớ nhé, tôi làm được, bạn cũng làm được.